tất cả các bạn. Hôm nay anh Thư đã quay trở lại và tụi mình sẽ cùng nhau thực hiện một thử thách chắc chắn mà tất cả các bạn ai cũng thích, đó chính là Smoothie Challenge. Và hôm nay anh Thư sẽ thực hiện thử thách Smoothie Challenge cùng với một người bạn mới của mình, đó chính là bạn Chuối đến từ kênh Oops Banana. Hi, xin chào mọi người, mình là Chuối đến từ channel Oops Banana. Chắc hẳn là các bạn nào xem những cái video thể loại game Minecraft thì chắc cũng biết đến channel của mình rồi. Thì hôm nay là được lời mời của chị Anh Thư đây, và mình sẽ tham gia một cái thử thách tên là Booty Challenge với chị Anh Thư. Và thử thách này mình thấy là trên bàn đây là chị Anh Thư chuẩn bị rất là nhiều bánh kẹo đây. Có bánh kẹo Kit Kat, có sữa luôn. Có bánh Oreo. Và có chuối. Wow, món đặc biệt yêu thích của mình đây. Hôm nay mình biết bạn Chuối tham gia nên là mình đã vào siêu thị làm sao là phải có món chuối ở trong cái thử thách này thì nó mới là đặc biệt, đúng không? Ok. Ngoài ra thì chúng ta còn có giấm nữa nè bạn Chuối. Ủa? Bạn Chuối thích ăn giấm không? Ủa? Làm sinh tố là đó giờ mình chưa biết là có món sinh tố mà phải pha với giấm không á? Không, tại vì đây là không phải là sinh tố bình thường, đây là cái thích sinh tố kinh dị. Cho nên là Song Thư đã chơi là chơi rất tới. Là chơi có giấm nè, có tương ớt nè, có tiêu luôn nè, vân vân. Chúng ta sẽ trộn lại rất là nhiều món ngọt, món mặn, bánh kẹo trộn lại với nhau, và sau đó chúng ta sẽ uống. Trong đây là 20 lá thăm, chúng mình sẽ cùng nhau bốc tất cả là 10 lần. Sau 10 lần bốc thì sẽ cùng nhau sấy lên và đổ ra ly. Ai uống được nhiều hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Còn người thua, nếu như Chuối thua thì Chuối sẽ biến hóa thành con gái. Còn nếu như mà Thư thua thì Thư sẽ biến hóa thành con trai. Ủa, hồi nãy là Thư gọi điện cho Chuối á, là Thư nói á, là qua đây làm một cái thử thách sinh tố thôi mà đâu có vụ mà người thua mà chuyển hóa trang làm con gái đâu. Trời ơi, Chuối không có biết hả? Từ đó đến giờ Thư làm thách á là lúc nào cũng có phần thua, đúng không các bạn? Ai mà không ăn uống được á là chắc chắn phải có phần phạt cho người đó rồi. Cho nên là mình không thể nào từ chối được. Wow. Yeah. Vậy mình có thể gọi là đổi cái hình phạt được không? Sao dạ, hình phạt đó dễ thương mà. Các bạn thích hình phạt đó không? Hình phạt đó dễ thương mà. Thôi lỡ chơi rồi, lỡ vô rồi. Các bạn có thích hình phạt này không? Nếu các bạn thích thì để lại bình luận bên dưới nha. Yes. Ok, và mình nghĩ là hôm nay mình chị Anh Thư đã lỡ mời mình rồi thì mình sẽ chơi luôn. Nếu mà các bạn ủng hộ ai thì các bạn hãy comment bên dưới. Và nếu như bạn nào mà ủng hộ cho anh Chuối từ kênh Oops Banana thì phải vào kênh của anh ấy và subscribe để ủng hộ tinh thần của anh ấy mạnh mẽ hơn trong ngày hôm nay nha. Ok, chúng ta cùng nhau bốc thăm thôi. Let's go. Ok Chuối ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đường xì, xong rồi mình sẽ xem ai bốc trước nha. Ok, 1, 2, 3. Anh phải bốc trước, anh phải bốc trước. Các bạn ơi, các bạn ủng hộ ai? Hy vọng là món ngon nha. Hy vọng là dưa leo. Tại mình không thích dưa leo. Chú không thích dưa leo các bạn ạ. Kẹo dẻo. Kẹo dẻo. Ok các bạn, chú bốc thăm á. Ok, tên lục mình. Cái còn món gì đây? Cái gì đây? Sữa đông nan. Wow. Một sự khởi động rất đẹp cho bạn Chuối. Wow, chị Anh Thư đổ hết luôn hả? Yeah, đúng rồi. Sao chị Anh Thư chơi tới luôn vậy? Yeah, chơi tới luôn. Nhìn nó mới hấp dẫn đúng không? Nó mới có cái mùi hương. Nếu mà mình để có 2-3 viên thì nó sẽ không có đặc mùi. Wow, của bạn Chuối nhìn xinh, hấp dẫn quá ta. Sinh tố có sữa đậu nành là mình thấy là có thú vị rồi nha. Bình thường là chơi sữa đặc không à. Hôm nay có sữa đậu nành luôn các bạn. Sữa đậu nành rất là tốt cho da, sức khỏe. Vì anh Thư sẽ bóc tiếp nha. Món gì đây? Sữa chua. Sữa chua Chuối ơi. Chị Anh Thư bỏ hết 4 hũ vô hả? À, anh Thư bỏ 1 hũ thôi. Ok, các bạn Chuối bốc thăm á. Ok, tên mình bốc thăm. Món gì đây bạn Chuối ơi? Mình bốc sáng tí, bốc 2 món thôi rồi. Tương ớt. Mình sẽ bỏ nửa chai tương ớt này luôn các bạn ạ. Ok mình. Wow, khỏi chơi rồi, chơi cho tới luôn. Mình cũng thích ăn cay lắm. Fan của bạn Chuối đâu? Hãy vào đây. Xem này, hôm nay bạn Chuối uống sữa đậu nành cùng với tương ớt nha. Wow, hai món rồi, mình không biết những món sau nó sẽ thành món gì đây. Một cái loại sinh tố này là lần đầu tiên mà mình thực hiện luôn á. Wow, kinh dị quá Chuối ơi. Các bạn thấy nhiêu đây đủ chưa?
bạn ơi. Anh Hư nghĩ mà quậy lên nó ra cái màu sữa đậu nành màu đỏ luôn á chuối à. À, mình nghĩ là như đây chắc cũng đủ hơn nữa chai vậy đó. Rồi ok. Bây giờ là anh Hư sẽ tiếp tục bóp nha các bạn. Các bạn ơi, các bạn hãy cầu nguyện cho anh Hư với. Sao sao món của tôi thì anh Hư ngon quá vậy? Mận. 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 Ok, ở đây có một cái mận. Chuối ơi, anh Hư cảm giác y như là món của anh Hư nó chuyên về yogurt. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi tí là chuối bóp á. Ok, tính mình bóp nha. Ôi, mình thích là cái ly của chị Anh Thư quá. Chị Anh Thư thì trái cây với bánh kẹt đúng không ạ? Nhưng mà mình cũng còn nhiều món độc hại lắm. Cái này đậu hũ. Đậu hũ. Trời ơi, sao nay chuối bóp một mấy cái món mà liên quan sinh tố vậy chuối? À, đậu hũ này để coi. Thì mình sẽ mình sẽ cho hết. Đúng rồi, phải cho hết vào. Và bây giờ mình sẽ bỏ vô nha các bạn. Rất là chất lượng. Nhìn kinh dị quá. Sao mà hôm nay tôi thấy chuối mới vô mà đen tối quá vậy chuối? Không, mấy món này là cũng bình thường. Mình nghĩ cũng bình thường đó. Trời ơi, mình á, hồi đó giờ anh Thư gặp thử thách, anh Thư thấy Thư gan nhất trong nhà rồi. Bây giờ anh Thư không ngờ người bạn của anh Thư còn mạnh mẽ hơn anh Thư nữa. Không sao, mình nghĩ là món này bình thường nha. Để điều kiện là mình sẽ làm cho anh Thư uống. Trời ơi, kinh dị quá. Ok. Wow, mùi rất là thơm, anh ta thử đi. Trời ơi. Kinh quá. Rồi, anh Thư bóc tiếp đi. Ok. Rồi, chú bóc luôn đi. Anh Thư được món gì? Trà sữa Thái. Wow, sao sướng quá vậy? Sao con Thư nó giờ hơn lắm luôn các bạn ạ? Đây nè, trà sữa Thái. Wow. Dám hết lần này mình bóc trứng tiêu lắm à. Sô-cô-la. Sô-cô-la, wow. Để giờ mới thấy dữ hơn nha. Ok, KitKat. Chắc là bạn chú thích KitKat đúng không? Mình thích lắm, nên người mình hơi béo béo. À, các bạn ơi, anh Thư cũng xin chia sẻ luôn là nãy giờ có thể các bạn sẽ nghe trong clip anh Thư sẽ nói tên của bạn chuối, lúc là lúc chuối, lúc là Vũ. Thì thực ra là chuối là biệt danh của bạn, còn tên Vũ là tên thật của bạn ấy. Đúng rồi, các bạn giới thiệu rõ cho các bạn biết thôi. Các bạn cứ nghe Vũ với chuối, các bạn không biết là ai hết. À, một số bạn thì nếu mà coi channel của mình á thì mình hay gọi Thư á là anh Thư. Thì có lúc là anh Thư hoặc là có lúc là Song Thư. Yes. Thì anh Thư là tên của tên ở ngoài. Còn Song Thư là tên channel của kênh của hai chị em. Đúng. Thì có gì các bạn là nếu là fan của mình thì hãy qua channel của Song Thư channel, subscribe ủng hộ cho channel nhé. Cảm ơn bạn chuối rất là nhiều. Và các bạn tên của Song Thư cũng vậy nha. Ok. Ủa, hấp dẫn quá chuối ơi, hấp dẫn quá. Một màu trắng, một màu đen, tới trộn lên nó tự nhiên ra màu đỏ. Ngộ lắm. Cái màu đỏ thì đang nằm ở dưới các bạn, nó đang khẩn mình rất là ghê. Tiếp theo là Thư sẽ bóc tiếp nha. Các bạn chuối luôn. Kẹo M&M. Kẹo marshmallow. Marshmallow. Ôi ngon nha, ngon nha. Gỡ gạt rồi. Gỡ gạt. Anh ơi là M&M nha. Bỏ hết luôn hả? Yeah. Vũ có thể bỏ theo ý thích nha, nhưng mà phải đầy để cho nó có mùi. Ok, và mình sẽ bỏ nhiều một tí. Hy vọng là thật ra các bạn không có thấy hai cái máy xay sinh tố của mình khác vậy không? Thật ra thì trong khi không có đủ máy xay sinh tố nên là đó bạn Vũ lấy máy riêng của bạn ấy theo. Thì máy của bạn ấy là thiết kế nhỏ gọn rất là dễ thương. Mini. Rồi, tiếp tục nha. Để Vũ á. Thạch rau câu. Trời ơi, giờ Song Thư hơn quá à. Bây giờ Thư hơn lắm luôn á. Chuối mình, ơi. Mình thấy là mình xác định rồi. Mình xác định rồi đúng không? Tiêu. Yeah. Tiêu. Hạnh phúc cuộc đời các bạn ơi, đó là hạnh phúc. Có bao nhiêu là món khó ăn nhất là do mình hết. Mời bạn Vinh Quang. Mình sẽ bỏ nửa ly thôi. Không có tưởng tượng mấy cái hộp tiêu này là mấy cái hộp sô-cô-la đi cho nó vui. Tí bỏ thêm dưa leo nữa đi. Chuối xe. Ăn hết. Kinh dị quá, mình không ngờ luôn á. Wow, lắc mặt đều lắc đều. Ôi, có bạn mùi sô-cô-la lắm luôn á. Đúng rồi, sô-cô-la. Ngày hôm cái món của chuối thì anh Thư nhìn Thư thấy đau bụng lắm luôn rồi á. Sô-cô-la ác mùi hết mấy mùi khác rồi. Yeah. Thơm quá. Thơm quá. Ok, xong. Các bạn nào, các bạn nhỏ đừng có bắt chước giống tụi mình là trộn những cái này vô uống nha. Yeah, rất là độc. Rất là độc, có khi là đau bụng đó. Không tốt cho các bạn. Ok.
Tiếp đến tới chị Anh Thư nè. Dạ. Còn bao nhiêu lá hâm nha? Wow, còn nhiều quá vậy. Chết rồi chuối ơi. Bóp, 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 bóp. Trời ơi. Đây là cái món mà thường ghét nhất. Thì càng về sau khi chuối càng được gỡ gạt đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giờ Anh Thư là đến cái nước kinh dị rồi. Bánh trộn nó. Trời ơi. Kinh dị quá à. Bây giờ bỏ nhiều lên, bỏ nhiều lên. Hàng ơi, bắp này không? Như là như luộc sẵn hả đúng không ta? Đúng rồi, bắp này được làm sẵn rồi chú. Nhưng mà anh Thư không thích ăn bắp các bạn à. Bắp ngon mà. Anh Thư không thích ăn bắp giống bắp như màu là... vàng giống như chuối à. Cái nào có màu vàng là ngon à. Yeah. Ai mà đi theo team chuối là chắc là thích màu vàng lắm. Rồi. Ok, đến tới chị Anh Thư. Cầm này hơn nha, cầm này hơn nha. Đây còn đâu bao nhiêu món đâu. Chị Anh Thư bóp chúng tương ớt nữa đi. Trời ơi, sao chuối, chuối, chuối linh quá chuối. Dừa leo. Chuối nó dừa. Các bạn ơi, thật là không may là đang quay giữa chừng cái tự nhiên máy nó bị tắt. Cho nên là ba lượt bóc cuối thì tụi mình bóc luôn. Cái việc kiểm tra máy lại mới biết là bị mất ba lượt bóc cuối rồi. Và bây giờ cho các bạn kiểm tra ha. Thì trong ba lượt bóc cuối cùng á, Anh Thư bóc được nước cam. Và mình bóc được chuối. Yeah. Anh Thư bóc tiếp là dưa leo. Và mình bóc tiếp là dấm. Dấm, yes, dấm kinh dị lắm luôn á các bạn à. Mùi rất là kích thích. Yeah. Và Anh Thư bóc tiếp là Oreo. Và lượt cuối cùng của mình bóc là sữa xoài. Yes. Ok, bây giờ nếu mà sữa rất là nhiều. Nếu mà bây giờ các bạn không tin thì mình sẽ quay vào luôn cái máy để cho các bạn xem nha. Các bạn à, các bạn thấy nha, Anh Thư đã bỏ Oreo rồi nha. Và đây là dưa leo nha. Và nước cam thì các bạn có thể thấy cái màu cam cam ở đây nè, nó đã biến hóa cái màu trà sữa Thái của Anh Thư rồi. Còn của bạn, oops, banana. Của mình thì ở đây là có chuối nè. Rồi. Và sữa xoài. Và ở đây nhận. Là một cái món gọi là món giấm. Yeah, thì giấm là cái vàng vàng nha các bạn. Phải gì mà các bạn gọi là ngửi được thì thấy mùi nó rất là đẹp. Mình không biết loại giấm này thế nào mà tự nhiên ở trên nó có màu cam cam nữa. Có dầu, đó là dầu đó. Mình bởi vậy ở đây là nó nổi lên bồng bềnh nhìn rất là ghê. Yeah, Anh Thư đang rất là ghê sợ đây. Là bạn ấy đã bỏ sữa xoài vào nha các bạn, màu trắng nha. Sữa xoài chúng ta màu trắng. Rồi, chúng ta tiếp tục xay thôi. Ok các bạn ơi, bây giờ thì Song Thư và bạn chuối Oops Banana sẽ bắt đầu xay sinh tố đây. À, mình chưa xay nhưng mình ngửi nghe cái mùi nó đã gọi là nghe là muốn ói rồi các bạn. Đâu, mình có thể bật nắp ra để ngửi mùi. Mùi giấm nó ghê quá. Cái mùi của Anh Thư thì không được, nó ngọt ngọt chua chua. Mình ngửi của bạn coi. Ok. Ôi, cái mùi bánh tráng trộn quá à. Mùi dầu quá, mùi dầu quá. Mùi dầu bánh tráng trộn, đúng rồi. Mà bây giờ bà đó về chuối không hết ăn bánh tráng trộn. Có mùi dầu quá. À, tất cả các bạn nhỏ này chắc chắn ai cũng thích ăn miếng trộn mà có mình ăn chuối không thích ăn thôi à. Các bạn hãy cho Song Thư suy nghĩ của các bạn về việc chuối không thích ăn bánh tráng nha. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xay sinh tố nha. Let's go. Đây, mình sẽ cho bạn coi là một cái món sinh tố của mình.
Các bạn ơi, coi cái màu của nó các bạn. Cái này là chị Anh Thư bỏ sô-cô-la nhiều quá, đậm chất sô-cô-la luôn. Yes. Và cái mà các bạn biết màu này là nó trộn giữa từ sữa nè, tương ớt nè, và cái màu cam cam của giấm. Nó ra một cái hỗn hợp như thế này. Có quýt nữa Vũ à. Không, bây giờ mình sẽ rally nha. Rally. Mình sẽ đổ với dung lượng bằng nhau nha. Ủa, cái mùi của Vũ nó ghê quá Vũ ơi. Cái mùi của bạn chuối ghê quá các bạn. Mất cảm xúc rồi bạn ơi, bây giờ mình sẽ đổ rally nha bạn. À, đổ bao nhiêu vậy? Thôi, bạn cứ đổ đi. Bạn đổ ra. Ok, nửa ly rồi. Ok. Wow, của chị Anh Thư trông ngon quá nha. Thôi mình đổi cho nhau đi. Coi như leo đi Vũ à. Bằng nhau chưa? Bằng nhau rồi. Bây giờ tụi mình sẽ uống nha. Ai mà uống được nhiều nhất là người đó sẽ thắng nha. Còn ai mà không uống được thì người đó sẽ giả gái hoặc giả trai. Wow. Ok, bây giờ tụi mình sẽ uống nha. Bây giờ mình sẽ lấy hết càng đậm để uống. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận bên dưới. Hãy comment hashtag tim chuối. Hy vọng là mình sẽ nhấp môi được cái này. Nhấp môi. Ok. Một. Không uống nổi hả? How do you feel? Các bạn biết anh đang nhai gì không? Dưa leo á các bạn. Oh my god. Quyết thật là mạnh mẽ. Oh my god. Trời ơi, ghê quá, dính tay bạn chuối luôn. Anh kinh dị quá bạn ơi. Chuối ơi. Oh my god, có sao không chuối? Không sao. Ổn không? Ok. Ông mà mình thu cuộc, mình tạm dừng cuộc chơi tại đây. Chuối khóc luôn. Mở mắt nghĩ cho các bạn coi. Oh my god, chuối khóc luôn. Chuối, nó cảm giác các bạn chưa uống. Để mình xem con mình uống ngon bạn chưa. Con mình chưa uống thêm một miếng nữa. Nó vừa cay nè. Mùi nó vừa khó chịu. Nhưng có đặc biệt là mùi tỏi. Tỏi, oh my god, đúng rồi. Mùi tỏi rất là khó chịu, không phải là giấm mà là tỏi. Mùi tỏi rất là khó chịu. Và nói chung là mình thấy miệng mình nó hơi cay cay. Mình là người không có ăn cay được nữa. Hèn chi, đúng rồi, bạn ấy bóc tương ớt nè, với lại giấm mà cho nó có ớt nữa. Còn của anh Thư thì tính ra là anh Thư vẫn còn uống được. Bình mình được. Rồi, của mình bạn muốn thử không? Muốn, để thử một phát. Giống như đậu phộng. Nhưng mà bạn nhai thì nghe giống như cái dưa leo. Nhưng mà lại còn giờ uống nữa. Ồ, ngon quá nhờ. Ừ. Giờ có bánh Oreo với sô-cô-la. Đúng rồi, nó phá mùi của dưa leo rồi. Ừ. Còn cái ly của mình là thôi khỏi nó đi, có để, tiêu nữa. Để mình thử một miếng nha. Mình nghe cái mùi mà không thử được không? Cái mùi nó ghê quá. Rồi cái mùi này không thử được đâu. Mình vừa mới thấy một cái là trong cái mùi dầu của giấm á. Giấm nó phá cái ly của Vũ đó. Đúng rồi. Mình là bộ giấm là mình bỏ độ khoảng 1/3 của chai thôi. Và nó đã làm nguyên cái ly là xác định. Với mùi ớt nữa, ớt chứ là nãy ớt bỏ nửa chai ớt. Nửa chai tương ớt. Các bạn thấy là sinh tố này có đủ kinh dị chưa? Nếu bạn chưa thấy đủ kinh dị thì các bạn hãy comment cho tụi mình biết. Nếu mà các bạn không tin thì các bạn có thể thử tại nhà là uống thử xem là tụi mình đang trải qua cái cảm giác cái vị nó như thế nào. Rất là kinh dị luôn á. Mình khuyên dễ đau bụng lắm các bạn. Mình là mình uống không xíu mà mình ọc ra hết một bao rồi các bạn ơi. Yeah. Ok, nhưng mà bây giờ chúng ta không thể phủ định được một điều ý là bạn chuối đã thua trong cái cuộc thi này. Bây giờ là mình sẽ biến hóa của em gái. Ok. Ok. The speed is bumping, makes me wanna hit the club now. When there's good music, I can't help it but to get down. Working 9 to 5 a week can make you lose your mind. The weekends here, call up the girls, we going out tonight.
We early risers. Pose, snap, snap, pose. Pose, snap, snap, pose. Pose, snap, snap, pose. You can find me on the billboards, on TV and magazines. I'm the girl up on your wall, the one you see before you sleep. Every time I hit the town, paparazzis gather around, and they all up in my face with the cameras ready out. Kinh dị đúng không các bạn? Makeup này là chính do anh Hơi makeup, và anh Hơi đã lựa cho bạn Vũ một cái đầm rất là phù hợp với bạn ấy. Tuy nhiên có đôi giày là hơi sai sai thôi. À, đôi giày này là đôi giày của mình. Thật sự là không có đôi giày nào, cao gót nào để mà giữ với bạn Vũ, cho nên là mình phải chọn đôi giày bata của bạn ấy. Ok, và thì tất cả các bạn cũng thấy hôm nay là bạn chuối của chúng ta tham gia chương trình rất là vui vẻ và hài hước. Lý do tại sao mà anh Hơi lại thích chơi với lại bạn chuối như vậy đó. Và nếu như tất cả các bạn yêu thích bạn chuối như anh Thư thì cũng đừng quên sang kênh Oops Banana, bấm subscribe để ủng hộ các video của bạn chuối nha. Nhớ ủng hộ mình nhé. Và bạn nào là fan của mình thì đừng quên qua channel Song Thư Channel để subscribe ủng hộ cho chị anh Thư nhé. Ok, Song Thư Channel và Oops Banana love you. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây sinh tố nha. Yes girl. Yeah. Cái này có xài được không vậy? Đây không? À cái tay này đi nè. Ok. Đó. À tay này hả? À? Ủa, đưa đằng sau vậy nè. Đưa đằng sau. Một. Ôi, chị thích khỉ. Ôi, khỉ cầm chí chuối. Chị là thị thích chuối. Chuối. Chuối trả chí chuối cho chị. Trả chí chuối cho chị. Chuối. Yeah, đi từ hồi. Chậm hơi nhớ lúc nào hai cái đầu chân cũng khép vô hết. Vũ ơi. Nè, nháy mắt coi. Vũ ơi, bạn cảm thấy như thế nào khi mà mặc chiếc đầm này à? À, mình cảm thấy rất là hơi nóng, hơi... Nói chung là khó chịu. Ok, khó chịu. Bạn có thể qua lại đây để mình có thể xem kỹ makeup của bạn hơn không? Ừ, mình ước gì cái đầm này nó màu vàng thì nó chắc nó đẹp hơn á. Ờ, vậy à? Ok. Nhìn dáng mình rất là thon thả đúng không? Oh my god. Ok, bye bye bạn Úp Banana nha. Bye bye.